hôm nay bên em sẽ tiếp tục lên cho chiếc pha điêu phiên bản tiêu chuẩn bộ console user, xe ga tự động lim và bộ khiển media zin theo xe. Và bên em sẽ mở các tính năng ẩn miễn phí cho khách, đó là khi chúng ta đi số D thì xe sẽ tự động lóc cửa, VB xe sẽ tự động mở cửa, và tính năng chống trộm khi chúng ta lóc cửa mà có ai bên trong hoặc bên ngoài mở thì là xe sẽ tự động hú. Anh chị quan tâm các tính năng của Fadil thì vui lòng liên hệ Hải Âu Ô Tô để mình sẽ inbox trực tiếp. Sau khi bên em đã lắp đặt phím Control Keyser và phím Media cho chiếc Fadil thì bây giờ bên em sẽ thử tính năng khi vào số thì là sẽ lắp cửa ha, và về B thì sẽ mở cửa. Anh trai vui lòng vô số đó, vô số là cửa, các bạn thấy cửa đã lóc rồi, về B cửa đã nhả ha. Rồi bây giờ là anh em mình sẽ thử tính năng, sẽ đi ra đường trường thử tính năng console user nha. Rồi bây giờ mình đang ra bên ngoài chức năng lim nè, các bạn thấy trên đồng hồ ha. Thì mình sẽ giới hạn cái tốc độ, ví dụ chúng ta lập trình là 31 km/h thì khi chúng ta có đạp thì xe chỉ gầm thôi, nhưng mà tốc độ sẽ bị hạn chế. Lên chút nè. Lên nè. Nó lên 40 tự liệm lại. Rồi đạp lên thử ga lên nhẹ đi. Rồi nó tự liệm lại, nó tự liệm lại và nó sẽ giữ ở mức 40, đó là chúng ta giới hạn cái tốc độ luôn. Tua máy lên nhưng mà xe lại sẽ không lại đó. Rồi tiếp theo mình sẽ quay lại và thử cái control user ha. Hay là bây giờ mình sẽ set ga tự động ha, control user. Các bạn thấy ở trên tốc lô đồng hồ bên góc trái biểu tượng control user đã xuất hiện ha. Còn cái này là bên mình đang thử nghiệm cho nên chưa hoàn thiện, cho nên nó có độ hở, và như cái màn hình cũng vậy, bên mình đang rút nguồn ra, chứ không thì đúng ra là nó sẽ kêu tiếng kêu cho nó. Đây, khi chúng ta lập trình control user thì các bạn thấy cái biểu tượng nó sẽ màu xanh, chân ga và tài xế đang thả ra nè đó, thì xe sẽ giữ ở tốc độ chúng ta set nha. Cộng trừ thì nó sẽ tự động tăng giảm ga tùy thích trên trực tiếp vô lăng. Thì cái này là bên em đang test cho nên mới để chân ra khỏi chân thắng và chân ga để các bạn thấy cho nó dễ. Chứ đúng ra thì khi chúng ta chạy thì vị trí chân ga chúng ta nên để vào chân thắng cho nó an toàn, lỡ có gì chúng ta xử lý. Còn khi chúng ta ngóc giảm thắng nè, giảm thắng thì đèn sẽ về màu trắng, nghĩa lúc đó sẽ mất cái chế độ control cruiser. Thì lúc đó chúng ta muốn đạt lại cái tốc, muốn có control cruiser thì chúng ta phải đạt được cái tốc độ đúng quy định, sau đó chúng ta hắt về dấu trừ thì là dấu cộng, còn dấu trừ là lúc đó là cho chúng ta bật chế độ set lên trước thì để cái đèn control cruiser nó sáng á. Mình sẽ thử cái phím media ha, cũng media. Chiều không thấy. Quá bài này. Quá bài này, quá tuyệt vời luôn. Trên phím media chúng ta có thể kết nối Bluetooth để nghe điện thoại ha. Và sau khi bên em hoàn thiện thì ôm khít. Ôm khít nha. Đó là ai à? Nam ca sĩ Hoài Lâm. Không những một mình đây, mà còn với em một đang thử nữ ca sĩ ở chế độ mở cửa này thì nó đó là nữ ca sĩ Hoàng Châu cùng phối hợp với Dương Ngọc Thái. Anh chị có nhu cầu thì vui lòng liên hệ Hải Âu Âu Tu nha, với số điện thoại 0966 477 779. Vâng, Hoàng Châu xin được. Thank you.
rơi nước mắt rơi em cũng có